Cho em quay một đoạn video để cho biết khách hàng đã gửi. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, ngày 2 tháng 1 năm 2023, cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh cũng đã nhận được cuộc điện thoại của vị khách hàng có địa chỉ tại Dương Kinh, Hải Phòng. Anh đã liên hệ với cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh để sở hữu cho mình một chiếc âm ly Max Intoc MA6900. Tại sao mà cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh không test lên kênh trong buổi sáng ngày hôm nay và buổi chiều ngày hôm qua, thì cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh có việc bên gia đình cưới em con chú, nên là clip này thì trong buổi sáng cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh cũng có liên hệ với chị giúp việc ở nhà đóng hàng cho cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh rồi, và ông xã em cũng đã thử đầy đủ các chức năng của chiếc âm ly Max Intoc MA6900 hàng phiên bản Gold Limited, mà giới hạn có 115 máy hay là 150 máy trên thị trường ấy ạ. Mà bên cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh thì hôm trước có trưng bày ở phía sau này, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh xã của cô chủ shop cũng đã bỏ ra để cho chị giúp việc đóng hàng, và sản phẩm thì cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh cũng đã đóng gói cẩn thận đây, vì trong buổi sáng ngày hôm nay cô chủ shop không có nhà nên không test được những bản chi tiết, bởi vì cửa hàng phải gửi ngay vào buổi trưa, tại thời điểm này là 1 giờ chiều. Cửa hàng cũng đã kịp về đây để quay thông báo và chờ xe khách đến lấy hàng, vận chuyển ngay trong buổi chiều cho anh khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh. Cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng có địa chỉ ở Dương Kinh, Hải Phòng, cũng là những vị khách hàng thường xuyên theo dõi ủng hộ những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh cung cấp, và cũng đã từng biết là bên cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh có những sản phẩm chất lượng như thế nào. Và anh cũng đã đặt niềm tin bên cửa hàng để chốt riêng cho gia đình mình một chiếc âm ly Max Intoc MA6900 ở trong đây nhé. Chiếc âm ly Max Intoc MA6900 thì rất là nặng, cửa hàng cũng đã đóng xốp cẩn thận và gửi xe khách, thì quý khách hàng hãy yên tâm. Và cửa hàng thông báo cho quý khách hàng, cửa hàng vừa về thêm được một chiếc đài sắt 3 số 7 kia. Chiếc đài sắt 3 số 7 thì về với cửa hàng trong buổi chiều ngày hôm kia. Hôm trước thì bán xong một chiếc, là cửa hàng cũng đã có một chiếc ngay cập bến với cửa hàng. Chiếc đó thì mang mã số 130, cũng cực kỳ là đẹp luôn. Và cửa hàng chưa nhìn giá nên là cửa hàng sẽ thông báo lên kênh sau để thông báo giá chiếc này mới về. Và cửa hàng có về thêm một chiếc máy hút ẩm đây. Chiếc máy hút ẩm này có dung tích hút là 26 lít trên một ngày và chưa lên số. Chiếc này về với cửa hàng thì cửa hàng phải đánh số là 28 ạ. Đánh số là 28. Chiếc số 25 đây thì là chiếc máy nọc khí Hitachi, nọc khí của Daikin. Chiếc này thì về từ năm ngoái rồi, có số của năm ngoái đấy nhá. Daikin, chiếc lọc khí được sản xuất 2022 đấy ạ. Và những sản phẩm khác thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Vậy những vị khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Nhất Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nhất Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, trong buổi trưa này thì cô chủ shop cũng đã rời đám cưới và về với gia đình mình, cũng như là về cửa hàng để thông báo những sản phẩm được khách hàng chốt đơn đây ạ. Ngày hôm nay ngày mùng 2, rất nhiều đám cưới nhé, nhưng cửa hàng cũng phải tranh thủ về để đóng hàng kịp gửi cho các khách hàng có địa chỉ ở Hải Phòng. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.